Xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với Nhà F. Và để mở đầu chương trình ngày hôm nay, Thạch Linh có một câu hỏi khá là thú vị dành cho anh Tiến Duy cũng như là mọi người. Đó là đối với mọi người trong căn nhà thì mọi người coi khu vực nào là khu vực quan trọng nhất? Còn đối với Khánh Linh thì Khánh Linh nghĩ là bao nhiêu đời nay trong căn nhà của chúng ta, khu vực bếp vẫn là nơi giữ lửa hạnh phúc cho gia đình cũng như là nơi mang lại vượng khí cho gia đình đó. Và Khánh Linh cũng là một người rất là thích nấu ăn, chính vì thế em rất là thích dành thời gian trong căn bếp để có thể quan tâm và chăm sóc những thành viên trong gia đình. Đúng rồi, thực ra là câu hỏi đấy quá dễ để trả lời. Theo như quan điểm cá nhân anh thì anh nghĩ là khu bếp luôn luôn là một trong những khu vực mà quan trọng bậc nhất ở trong mỗi gia đình chúng ta. Và chính vì do đấy cho nên là mỗi khi mà anh em mình đi review nhà chẳng hạn thì luôn muốn dành một khoảng thời gian nhất định để mà review thật kỹ khu bếp để giới thiệu tới mọi người. Đúng không ạ? Và thông qua cái chia sẻ vừa rồi của Khánh Linh cũng như là Tiến Duy thì Nhà F hy vọng là mọi người cũng đã hiểu được phần nào ý nghĩa và sự quan trọng của khu bếp ở trong mỗi gia đình của chúng ta, đúng không ạ? Và trong thời gian vừa qua khi mà anh em chúng tôi có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có khá nhiều các bạn khán giả nhắn tin có yêu cầu Nhà F là gợi ý một vài những địa chỉ thiết kế thi công tủ bếp uy tín, đẹp và có cái mức giá phải chăng ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Thế thì chính vì lý do đấy cho nên là ngày hôm nay Nhà F sẽ dẫn quý vị các bạn tới thăm showroom tủ bếp của Well Design. Và cụ thể hơn thì showroom ngày hôm nay của chúng ta có gì đặc biệt? Ngay bây giờ Nhà F xin mời quý vị các bạn hãy cùng anh em chúng tôi tìm hiểu. Xin mời. Xin giới thiệu mọi người showroom ngày hôm nay của chúng ta là Well Design Kitchen Cabinet, có địa chỉ ở tại số 136-138 đường số 11, phường An Phú, quận 2, thành phố Thủ Đức. Khánh Linh thấy là showroom này có tên khá là dễ nhớ đấy, Well này là kiểu well đúng không? Nghe vui tai nhở? Nghe vui tai. Anh thấy là phần biển ở bên ngoài chạy chữ rồi thiết kế cũng khá là sáng sủa và dễ nhìn đúng không? Còn bên trong như thế nào chúng ta sẽ cùng nhau khám phá ngay bây okay, giờ. Xin mời. Giới thiệu mọi người thì showroom của chúng ta có diện tích khoảng 200m² một sàn và được bố trí những khu vực theo chủ đề khác nhau. Showroom về tủ bếp thì rõ ràng là chủ đề sẽ là về tủ bếp rồi, nhưng mỗi tủ bếp thì sẽ mang một phong cách thiết kế khác nhau để mà mọi người đến đây thì có thể tham khảo. Ngay bây giờ thì anh em mình đang đứng ở bên trong một khu bếp được thiết kế theo phong cách farmhouse. Farmhouse, đúng rồi. Và em cũng thấy là phần màu sắc nó rất là tươi sáng và sinh động đúng không? Đúng rồi. Khi mà đặt vào đây thì mọi người sẽ có thể dễ dàng hình dung ra là nếu như nhà của quý vị mà có đặt cái tủ bếp này vào thì trông nó sẽ như thế nào? Đúng rồi. Thường thường ấy, ngày xưa anh nghĩ là quan điểm của mọi người là cái bếp đơn thuần chỉ là cái bếp thôi, tức là có chậu rửa, có bếp nấu, bếp nướng, có máy hút mùi là thành bếp rồi đúng không ạ? Nhưng mà thực ra là nó cũng sẽ không đơn giản như vậy. Bởi vì khi mà thiết kế bếp thì mình cũng sẽ phải tính toán cái phần công năng, làm thế nào để mọi quy trình nó sẽ là một quy trình mà đồng nhất và nó không dẫm chân nhau. Tức là gì? Em có thể hiểu là khi mà ví dụ như đây là một khu bếp mà áp dụng trong nhà của chúng ta chẳng hạn, thì đâu đó ở đây sẽ là tủ lạnh này. Để mà khi mình đi chợ về thì mình sẽ cất đồ ở trong tủ lạnh, mình để đây. Xong mình mang đồ chưa sơ chế, mình để bên này. Rồi rửa ở đây. Và trước khi mà nấu nướng thì có thể là bày ra đây trước. Và nấu xong thì mang ra bán ăn ở đây. Rất là hợp lý. Rất hợp lý. Và nói về phần tủ bếp thì Khánh Linh cũng thấy là tủ bếp ở đây được thi công rất là sắc nét đúng không? Em thấy là mọi đường nét đều rất là chuẩn chỉnh. Chính xác, em cứ mạnh dạn cho anh. Đấy, khi mà mình đi xem tủ bếp thì mình sẽ phải nhìn vào cái phần mà người ta thi công tủ bếp như thế nào. Nói chung là mọi thứ nó có vuông thành sắc cạnh, lắp đặt nó có bị xô lệch không rồi. Sơn đấy là cái sao? Phần kỹ thuật. Rồi ngoài ra thì đấy, đúng như là Khánh Linh vừa chia sẻ, cái phần sơn của nó rất là quan trọng. Nên sơn ở đây người ta cũng sơn dùng cái loại sơn nhập khẩu Hàn Quốc. Và khi mà mọi người nhìn sâu vào cái chi tiết thì mọi người thấy là cái nước sơn rất là mịn. Đó, rất là đồng bộ, đồng đều với nhau. Ngoài ra thì phụ kiện cũng được sử dụng phụ kiện loại xịn. Cho nên là khi mà chúng ta đóng vào thì nó cũng rất là êm ái, nhẹ nhàng. Và cái bên này thì anh thấy là cái phần chậu rửa thì cũng được thiết kế theo cái kiểu tủ rời. Bình thường là mọi người sẽ thấy là nó âm vào cái phần bảng, âm tủ. Thế mà đây là thiết kế rời ra này thì nó cũng hay. Nó tạo ra những cái mảng miếng ở bên này nhìn vào cũng khá là vui mắt. Đó, ở dưới này thì có những cái bộ phụ kiện.
Nói chung là phụ điện tủ thì rất là êm ái. Đúng rồi. Hôm nay thì chỉ chuyên về món bếp thôi. Cho nên mọi người xem để tham khảo nhé. Rồi, rời xa cái khu vực bếp này, bây giờ mình đi sang cái khu vực bếp mà lúc nãy anh em mình bắt đầu chương trình ấy. Thì sự khu bếp này nó giống giống như những khu bếp mà anh em mình hay đi review biệt thự ấy nhỉ? Chính xác. Có diện tích rất là rộng và cái gam màu của nó cũng khá hay. Thế ở đây có phải màu xanh không? Em thấy đây là màu xanh ghi đấy. Xanh ghi, dạ. Nó hơi lai một chút tím nữa cơ. Bên này thì thiết kế tủ bếp cũng có khác đi một chút. Tức là mình nghĩ là đến với Y-Design thì mọi người sẽ có rất là nhiều cái sự đa dạng trong việc chọn mẫu mã thiết kế của tủ bếp ở đây. Đúng là phụ nữ vừa bước vào phát là phân biệt ngay. Ở bên kia thì mình sẽ thấy là cánh tủ đặt đúng không? Ở bên này thì là khung kính này. Đấy, có đây này có những cái ô cửa kính để mình nhìn vào bên trong để mình lựa đồ nó dễ hơn. Không cách khác. Nước sơn vẫn như vậy, vẫn rất là mịn, đẹp. Đằng sau cánh cửa là gì? À, đây là tủ đồ khô. Bên trong thì là đó, phụ kiện tủ rất là chắc chắn và êm ái. Khi mà mình kéo ra kéo vào mình thấy rất là nhẹ. Bên dưới này là ngăn kéo để dao dĩa. Đó, và sau khi Khánh Linh xem tủ bếp này thì mình cũng thấy là tuy là với một người phải nói là cũng chân tay hơi yếu như mình, nhưng mình vẫn thấy là tủ bếp chắc chắn nhưng mà vẫn rất là nhẹ nhàng, trơn tru. Đúng rồi. Các chị em hết sức yên tâm. Còn xét về mặt công năng thì tương tự như bên khu bếp bên kia nhá. Bên này nó cũng tuân theo cái kiểu thiết kế như vậy. Tức là tủ lạnh có thể đâu đó ở đây. Rồi chậu rửa ở đây, bếp nấu ở đây. Rồi mình đem qua đây mình chuẩn bị sắp mâm trước khi mà bưng ra bàn ăn. Đó, là một quy trình rất là thông minh. Anh nghĩ là màu sơn này sẽ rất là được lòng các chị em. Rất là sạch mà vẫn sáng nhà. Nói về vật liệu thì cả hai cái bộ tủ bếp mà chúng ta vừa xem ấy, thì đều được sử dụng cái loại ván gỗ công nghiệp. Đấy thì rất thông dụng bây giờ rồi, hầu như là gia đình nào cũng sử dụng gỗ công nghiệp để mà làm tủ bếp thôi. Thế còn nếu như mà chúng ta muốn có một chất liệu khác để làm phần tủ bếp thì sao ạ? Thì mời quý vị các bạn hãy cùng em tôi di chuyển sang khu bếp ở bên này. Thực ra là đây là khu bếp mà hầu như anh thấy diện tích của nó rất phù hợp ở bên trong những căn hộ đúng không? Rất rất nhiều căn hộ mà anh em mới đi review thời gian gần đây thì có cái khu bếp diện tích nó cũng chỉ tương tự như này thôi và hình chữ L. Đó. Thì cái vật liệu mà lúc nãy mình có nhắc đến vật liệu khác một chút ấy được sử dụng ở trong khu bếp này đó chính là cái phần khung thì được làm bằng nhôm nguyên khối nhá. Đấy, khung mà nhà làm bằng nhôm này thì Khánh Linh nghĩ là bao nhiêu lâu nó mới hỏng? Khung làm bằng nhôm nguyên khối bao nhiêu lâu mới hỏng thì em không biết, nhưng mà em nghĩ là chắc chắn để mà làm tủ bếp bằng khung nhôm này nó sẽ bền rất là lâu và bền hơn những vật liệu khác. Chính xác. Bình thường thì ví dụ như là tủ làm bằng gỗ thì mình còn sợ nó có cái hơi ẩm nó làm ảnh hưởng đến độ bền đúng không? Nhưng mà nhôm này thì chấp tất cả các loại ẩm. Một bình nhôm mà chấp hết. Chấp hết. Ngoài ra nhé, cái phần phụ kiện đấy, Khánh Linh sử dụng thấy sao? Rất là nhẹ nhàng. Em cũng có đi một số công trình thì em cũng thấy là cũng có nhiều nhà làm mà cái kệ để bát kiểu này, nhưng mà có những cái kệ nó rất là nặng. Khi mà kéo xuống phải rất là tốn sức. Thì cái này rất là nhẹ nhàng. Rồi kéo thế thôi. Ngoài ra nhá thì cái phần cánh tủ cũng được làm khung nhôm và ở giữa thì là kính. Đó, đây thế. Kính này, đây mọi người nhìn đây thì dễ thấy rõ hơn, đây là khung nhôm này. Đấy, còn cánh cửa tủ thì làm bằng chất liệu kính. Và nếu như chúng ta không thích cái chất liệu kính này thì có thể sử dụng kính này. Hoặc là kính này. Đây. Đó, như thế này. Tức là nó sẽ mờ mờ đi một chút. Như thế này, nếu không thích kính trong thì làm kính sọc. Nếu là em làm em sẽ làm kính này. Em suy nghĩ kỹ chưa? Còn em... có thêm đây, nếu là anh thì anh lựa chọn cái kính này. Đấy, kính trà đen, nó cũng tối màu và mình vẫn có thể nhìn rõ được bên trong. Kính này thì không sợ bẩn bằng kính trắng. Miễn sao là mình dùng kính mờ mình có thể che được một chút lộn xộn bên trong. Đúng rồi. Ok, ngoài ra thì ở bên phần không gian trong này chúng ta có sự hiện diện của một khu bếp mang phong cách hiện đại nữa. Anh thấy cái kiểu style này thì bây giờ hiện đang rất là thông dụng ở tại Việt Nam rồi đúng không? Rất nhiều gia đình, đúng không? Hiện đại. Thực ra với phong cách hiện đại này thì cũng có những cái ưu điểm rất là hay và anh đặc biệt thích. Không biết là cái gì thế nào nhưng anh nhìn vào cái hệ tủ như thế nó rất là đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ là nó thiết kế theo kiểu là giấu cái tay nắm. Cho nên nó rất là liền mạch. Đấy, và khi mà mình mở ra ấy, thì cái phụ kiện nó cũng rất là nhẹ nhàng, trơn tru. Cánh tủ thì nó thiết kế theo kiểu cánh tủ mà gập đây này. Đấy, thì do vậy chúng ta có một cái khoảng trống rất lớn ở đây mà chứa đồ. Và em cũng thấy là bây giờ khi mà người ta làm tủ bếp ấy thì có rất là nhiều sự lựa chọn đa dạng về bề mặt. Ví dụ mình không thích kiểu cánh tủ mà
nhẵn hoặc là phủ bóng thì mình có thể làm cái tủ kiểu này cũng rất là hay. Đúng rồi. Hoặc là làm bề mặt kiểu gì xét như là dưới này cũng rất là hay. Đúng rồi. Thực ra bề mặt bây giờ rất rất nhiều để cho mọi người lựa chọn. À, lại nói đến bề mặt thì không chỉ là những cái bề mặt phần cánh tủ, và ngay thậm chí như cái bề mặt bếp này cũng có rất nhiều cái chất liệu để mọi người có thể lựa chọn. Ai mà thích đá tự nhiên thì đây chính là đá marble. Đó, đá tự nhiên. Thế còn nếu như mà chúng ta không thích dùng đá tự nhiên mà chúng ta thích dùng đá nhân tạo thì cũng có rất nhiều lựa chọn để cho mọi người có thể lựa chọn. Ví dụ như ở Well Design thì họ có cung cấp đá nhân tạo nhập khẩu từ Ấn Độ. Đó, với cái chi phí cũng khá là hợp lý. Đá này. Đá nhân tạo thì nó có cái đặc điểm nó cứng hơn, nó chống thấm tốt hơn. Rất là nhiều mẫu bề mặt đá này. Ok. Đấy, còn nếu mà chúng ta muốn tìm hiểu thêm về bề mặt của gỗ thì đây, bên này ở tại showroom Well Design thì cũng có nguyên một cái bảng rất nhiều mẫu bề mặt của gỗ công nghiệp ván gỗ ấy, để mà mình lựa chọn để ốp bên ngoài. Và Khánh Linh nghĩ là ai mà đã xem nhà ép từ lâu rồi thì chắc chắn là sẽ nhận ra khu vực này trông rất là quen, đúng không? Rồi, ok. Và với những ai mà yêu thích phong cách thiết kế kiểu tân cổ điển thì chắc hẳn là mọi người cũng sẽ thích khu bếp này. Một khu bếp được thiết kế với cái gam màu mà anh đánh giá là khá đẹp mắt, với sự kết hợp của màu trắng. Cái này thì là gỗ sồi ở bên trong, người ta sơn ở bên ngoài là màu trắng. Còn ở dưới cái vật liệu gỗ này thì Khánh Linh nhìn qua qua thôi chắc hẳn là sẽ đoán được đây là gỗ gì rồi, đúng không? Chắc hẳn là mọi người cũng sẽ nhận ra đây chính là gỗ ốc chó rồi, ốc thì chó. Không thể lẫn đi đâu được. Đó. Và em cũng đang thấy là phần tủ bếp này có được cắt tiện trông rất là sắc nét luôn. Cái phần tay cầm đúng không? Phần này cũng thế, rất là sắc nét. Đây, ngay cả cái phần máy hút mùi nhá, người ta cũng tạo hình nó trông giống như là kiểu ống khói. Đó. Và cái khu bếp này thì cũng được thiết kế một cách rất là hợp lý. Ví dụ nhá, ở bên này thì chúng ta có thể hiểu nó có thể là tủ lạnh hoặc có thể là một cái tủ để đồ khô ở bên này. Đấy, nếu như đây là tủ lạnh thì cũng hoàn toàn hợp lý. Bây giờ có rất nhiều kiểu tủ lạnh mà cánh là liền với cánh tủ luôn. Đó, mở cửa ra lấy đồ ăn, mang qua bên này sơ chế, sau đó thì nấu ở bên này và mang ra bàn thưởng thức. Có một cái phần mà nhé cũng quên chia sẻ với mọi người ngay từ phần đầu chương trình đến bây giờ, đó chính là cái chi phí để mà hoàn thiện một khu bếp kiểu như thế này. Thì nó cũng khá hợp lý theo như quan điểm của nhà ép, bởi vì cái khu bếp này nó chỉ có giá trị khoảng loanh quanh 150 triệu. 150 triệu, chúng ta sẽ có tất cả mọi thứ như này. Đúng rồi. Tất nhiên là giá cả nó sẽ còn tùy vào cái phần thiết bị bếp mà mọi người lựa chọn, đúng không? Thế nhưng mà cái mức giá nó sẽ dao động khoảng 150 triệu cho một cái khu vực tủ bếp như thế này, với chất liệu là gỗ ốc chó. Mọi người lưu ý nha, gỗ ốc chó và gỗ sồi ở phía bên trên. Đó, thế còn nếu như mà mọi người quan tâm đến cái khu vực bếp mà ở bên ngoài, lúc nãy nhà ép vừa giới thiệu mọi người cái khu bếp mà có màu xanh mang quán cách farmhouse kìa, thì cái giá của nó sẽ hợp lý hơn, nó chỉ khoảng 80 triệu. Và cái khu vực bếp bên ngoài này mang phong cách tân cổ điển, đó, gam màu tươi sáng hơn một chút, thì nó có giá trị khoảng 200 triệu. Tại vì nó kích thước nó hơi lớn và nó có cả, đúng rồi, nó lớn hơn bản đảo đó. Thế còn ngoài ra nếu như mọi người thắc mắc không biết bên Well Design có cung cấp thêm sản phẩm gì không ấy, thì xin thưa là có. Well Design thì có cung cấp thêm một số những cái thiết bị liền tường nữa, ví dụ như là cửa thông phòng. Thì cái chất liệu nó cũng khá là đa dạng, từ gỗ công nghiệp cho đến gỗ tự nhiên. Như bên này chúng ta sẽ có gỗ đỏ này, rất là nhiều mẫu cửa. Rồi, và ngoài ra thì sẽ là thiếu sót khi mà không nhắc tới một cái khu vực mà bây giờ cũng khá nhiều người chú ý và quan tâm đến, đó chính là khu vực phòng thay đồ. Khu vực phòng thay đồ, khi mà đứng ở đây thì Khánh Linh thấy là cái sự đa dạng về vật liệu. Đây, mọi người có thể thấy là, ví dụ nhá, mọi người có thể chọn cho mình kiểu cửa, cánh cửa tủ mà mọi người thích. Ví dụ không thích kính màu này, có thể là kính màu tối hơn, đúng rồi, kính màu sáng hơn, kính vân sóng, kính các kiểu gì đó. Hoặc là bên trong này, phần kệ tủ này, đây cũng là gỗ công nghiệp, nhưng mà mọi người có thể chọn cho mình cái độ dày này, cũng như là kiểu dáng này, cũng như là phần bề mặt của nó. Đúng rồi. Nói chung ấy là nhìn một cái hệ tủ trông có vẻ đơn giản như thế này thôi, nhưng mà mọi người có thể tùy biến theo cái sở thích của mọi người, đúng không? Từ cái phần ván gỗ có thể lựa chọn được cái bề mặt này, hay phần cánh tủ. Nếu như những ai mà thích kiểu cánh tủ mở truyền thống thì chúng ta chọn kiểu mở truyền thống, và cái phần cánh cửa thì cũng có thể lựa chọn rất nhiều giữa cái thiết bị, giữa cái vật liệu là làm khung này, rồi kính có thể là kính màu này màu khác tùy mọi người. Còn nếu như những ai không thích cánh thì làm kiểu tủ mở như này cũng được, thì chúng ta lấy đồ ra rất là dễ.
Và bên đây thì mình cũng có thấy là web design cũng sẽ cung cấp cho mọi người phụ kiện tủ, ví dụ như là cái mắc treo quần áo này. Và giả sử như là cái mắc này của mọi người mà nó có đặt cao hơn thì cũng sẽ dễ dàng kéo xuống bằng cái cây này. Đấy, rất là tiện. Đấy. Ngoài ra thì phía dưới cũng được thiết kế cả tủ phụ kiện nữa, rất là gọn gàng. Ở bên hai bên thì có tủ để vali, chứa vali. Phụ kiện rất là chân chu. Ở bên trong có chạy đèn nhá. Đấy, rất là đẹp. Rồi, nếu như ai mà thích kiểu cửa lùa thì đây cũng là một lựa chọn hợp lý này. Nó sẽ không bị tốn cái diện tích mà mình mở ra, chỉ cần trượt sang bên thôi. Đó, rất nhẹ nhàng. Bên đây có thêm gương, có thể kéo ra kéo vào. Rất là gọn gàng và sẽ không để cho mọi người phải băn khoăn về việc là đặt gương ở đâu thì sẽ thuận tiện. Mình có thể kéo ra và rất là dễ dàng để vào bên trong, gọn gàng. Và cái chi phí mà chúng ta phải bỏ ra để mà sở hữu một cái không gian tủ thay đồ như này nó cũng khá hợp lý, chỉ loanh quanh khoảng 80 triệu. 80 triệu thật sự là quá hợp lý để mà có một cái sự gọn gàng và ngăn nắp cũng như là rất là hiện đại như này. Khánh Linh hy vọng rằng chương trình này sẽ là một món quà cũng như là một sự gợi ý dành cho những khán giả đang ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi mà đã có rất là nhiều lần mọi người có gửi câu hỏi về cho nhà ép, đó là ở Sài Gòn thì có thể tìm được ở đâu một địa chỉ uy tín để có thể thiết kế thi công tủ bếp, thậm chí là cả căn nhà của quý vị nữa, thì đây sẽ là một gợi ý với một mức giá hết sức phải chăng. Và khi mọi người đến với Well Design thì đừng quên đọc pass là nhà ép để nhận được những sự tư vấn, chăm sóc cũng như là mức giá ưu đãi mà chỉ dành riêng cho khán giả đang theo chương trình nhà ép thôi. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những chương trình sắp tới. Trong thời gian đó thì nhớ đăng ký, subscribe, ủng hộ anh em chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.